Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng nói Việt Nam và công ty Alo Media phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tuần hoàn là một mô hình kinh tế mới. Kinh tế tuần hoàn thường được gắn với phát triển bền vững, có ý nghĩa quan trọng đối với quản lý môi trường, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được năng lượng, tiền bạc và bảo vệ môi trường. Việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn đang là một xu hướng mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Còn tại Việt Nam, mô hình kinh tế tuần hoàn đã và đang được nhiều các doanh nghiệp hướng tới và triển khai. Đã có một số mô hình tiếp cận của kinh tế tuần hoàn như là mô hình thu gom tái chế sắt vụn, thu gom tái chế giấy, mô hình sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn có những khó khăn vướng mắc pháp lý cần hoàn thiện khung pháp lý cũng như là cơ chế chính sách cho sự phát triển của kinh tế tuần hoàn. Xung quanh vấn đề này, chương trình Kinh doanh và Pháp luật hôm nay đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giúp quý vị và các bạn cùng hiểu rõ. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Vâng, xin chào tiến sĩ Trần Thị Hồng Minh ạ. Thưa bà, từ thực tiễn nghiên cứu thì bà có đánh giá như thế nào về sự phát triển của mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam hiện nay ạ? Có thể nói rằng manh nha của mô hình kinh tế tuần hoàn cũng đã có từ lâu rồi. Có thể trước đó thì chúng ta không gọi là kinh tế tuần hoàn thôi. Chúng ta thấy rằng đã có rất là nhiều mô hình kinh doanh tuần hoàn được triển khai và đã khá thành công, như là các doanh nghiệp đã thiết lập một cái hệ thống, một cái quy trình sản xuất kinh doanh tận dụng các nguồn phế thải trong những lĩnh vực mà chúng ta thông thường không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như là trong lĩnh vực là dùng vỏ sò, vỏ hến để sản xuất các loại vải thời trang rất là hiện đại, và những cái vải đấy là có thể là thâm nhập vào thị trường của các nước rất khó tính như thị trường Mỹ hoặc là thị trường EU. Hay là một cái ví dụ mà chúng tôi thấy cũng rất ấn tượng, các bạn trẻ, các doanh nghiệp trẻ dùng bã cà phê để có thể là sản xuất ra các đôi giày thời trang, rồi là những loại áo thun. Hay gần đây nhất là chúng ta thấy một ví dụ hết sức ấn tượng, đó là doanh nghiệp vận dụng những nguyên lý của kinh doanh tuần hoàn thì họ đã chế tạo, họ đã có những cái công nghệ để biến vỏ cây, rồi là rễ cây, rồi là cành ngọn rất là nhỏ, trước kia cái giá trị nó rất thấp, thì trở thành những viên gỗ nén và có thể xuất khẩu sang các thị trường như EU. Trong năm 2022 vừa rồi thì cái sản phẩm đó đã lọt vào cái danh sách là sản phẩm xuất khẩu tỷ đô. Đấy, ví dụ như vậy thì chúng tôi cho rằng tiếp cận ban đầu mà doanh nghiệp đã dần đi vào cái quỹ đạo của kinh doanh tuần hoàn. Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt đề án về phát triển kinh tế tuần hoàn thông qua quyết định số 687. Và điều này thì chúng tôi cho rằng cùng với những quy định của luật môi trường, những quy định từ những nghị định hướng dẫn thì quyết định liên quan đến phát triển kinh tế tuần hoàn chắc chắn sẽ là một cái nền, một cái bước đệm pháp lý để hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước có được những giải pháp tiếp theo để vận hành nền kinh tế theo hướng tiết kiệm tài nguyên, theo hướng sẽ tạo ra một chu trình sản xuất thân thiện hơn với môi trường. Và đặc biệt là đối với doanh nghiệp, đây có thể nói rằng sẽ là những cơ hội mới khi mà doanh nghiệp sẽ có được những cơ sở, những hỗ trợ để có thể tìm ra được hoặc là áp dụng những phương thức sản xuất mới từ những nguồn nguyên liệu mà trước kia người ta thấy là có thể là bỏ đi, nhưng bây giờ họ có thể là sử dụng tái chế, và từ đó thì chắc chắn là sẽ tạo ra được rất là nhiều những điểm đa dạng về sản phẩm cũng như là về thị trường, từ đó thì tạo ra cái hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt hơn cho doanh nghiệp. Vâng, vậy để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới, bà có đề xuất hay là kiến nghị gì trong việc hoàn thiện khung pháp lý và chính sách thưa bà? Chúng tôi cho rằng cơ chế thử nghiệm thì hoàn toàn là cần thiết trong nhiều lĩnh vực, không chỉ riêng trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn. Chính vì thế, một trong những nội dung của quyết định về phát triển kinh tế tuần hoàn mà Thủ tướng đã phê duyệt đó là việc chúng ta sẽ xây dựng nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn. Đối với nội dung này, về phía Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã giao cho Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thực hiện, và chúng tôi đang phối hợp cùng với các bộ ngành địa phương và đặc biệt là với các doanh nghiệp để triển khai xây dựng nghị định và sẽ dự kiến trình Chính phủ vào quý 2 của năm 2023. Có rất là nhiều những khó khăn từ việc chúng ta xác định ngành nghề, bởi vì nhiều doanh nghiệp kinh doanh theo hướng tuần hoàn thì người ta sản xuất kinh doanh không chỉ trong một lĩnh vực, có thể là bây giờ nó sẽ không rạch ròi là lĩnh vực nông nghiệp hay lĩnh vực công nghiệp hay lĩnh vực dịch vụ, mà nó kết hợp hài hòa với nhau. Và chính vì thế trong dự thảo của nghị định này thì chúng tôi dự tính sẽ làm một số những mô hình nghiên cứu để áp dụng trong một số các lĩnh vực, ví dụ như là lĩnh vực năng lượng, rồi là lĩnh vực nông nghiệp và một số các lĩnh vực cụ thể khác. Và qua cái cơ chế thử nghiệm này thì sẽ đúc rút những kinh nghiệm và nhân rộng ra để chúng ta có thể có được những cái thể chế áp dụng trên phạm vi rộng hơn trong những vấn đề mà chúng ta sẽ phải rất là lưu ý trong thời gian sắp tới, là ngoài việc xây dựng thể chế thì phải có một cái sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ ngành địa phương thì mới có thể là hỗ trợ doanh nghiệp hoặc là đồng hành với doanh nghiệp để phát triển cái mô hình kinh doanh tuần hoàn. Vâng, xin được cảm ơn bà.
Chương trình Kinh doanh và Pháp luật xin được trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ thực hiện. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.